Rồi xe du lịch đây các bạn nhá. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là đấy, mình đi theo anh em để vào đây mình giới thiệu cho các bạn một số món ăn về dân tộc Thái các bạn nhá. Đây bây giờ bọn họ đã lên mâm rồi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ăn đến với ẩm thực của chùa của mình, đến với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vào đây để ăn uống một số món dân tộc Thái các bạn nhá. Đây xe du lịch đây nhé. Đây rồi, hôm nay đấy, rồi vào đi, vào mâm đi. Rồi mình sẽ, bây giờ mình sẽ vào nhá. Đấy trời đang mưa lâm thâm các bạn ạ. Rồi mình sẽ đưa các bạn lên cầu thang, 9 bậc cầu thang. Rồi, rồi. Đây 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 đấy các bạn nhá, mình sẽ có chứ. Đây nha bạn nhá, bây giờ đã vào mâm rồi nên là mình sẽ ngồi với quan sát thầy. Mình sẽ ngồi ở đâu bây giờ? Ở đây, đây. Ôi, xin cả nhà một chút đi bạn nhá. Anh em ơi, rất đều nhá. Đây là vào mâm nha bạn nhá. Đấy. Thế là ông này lái gì đúng không? Để chúng ta tìm về với địa điểm lịch sử Hồ Tăng bây giờ đến bữa rồi thì có chén rượu xin mời chúc sức khỏe thầy và toàn thể các anh em sức khỏe thành đạt và học thật tốt. Xin mọi người nâng chén ạ. Rồi nhá, một câu hai câu ba câu trả nhau. Chào vào đây. Đấy các bạn nhá. Đây là món thịt lợn quay ạ. Quay cả tảng các bạn nhá. Thôi các bạn thì ăn đi. Đây là các bạn nhá. Đây đấy. Đây. Phải mâm bên kia xem còn chén nhỏ không? Mẹ trưởng mâm thì ăn chén to đúng không nhá? Tôi ngồi với anh Trang này. Mày uống chưa không? Có. Đi lấy chén đi, tao lấy cho mày đấy. Ok. Em lấy. Trang, mâm bên kia thừa chén nhỏ không? Kệ cái để đi, chén to rồi. Từ từ để. Rồi anh em dùng đi. Rồi dùng đi anh. Đấy bạn nhá. Đấy. Đấy. Vâng, có sao đâu. Chứ không được làm quê hết rồi là ăn sau. Cái nó mới ra được như này. Món này nóng anh ơi. Ăn đi, thịt trâu nướng ăn nóng mới ngon. Anh em ơi, riêng cầu ấy là sau cái vụ này mà được 1 triệu like chẳng hạn. Đấy, đóng cái lớp nha. Đóng cái lớp. Hôm nọ lên cửa chùa cầu nó bảo đến nhà nó mà nó đấy em bảo anh lên nhưng mà anh lại không phải lái xe đi từ đấy về Điện Biên nó xa. Đây anh chị em hôm nay các bạn ơi sẽ giới thiệu các bạn một số món đặc biệt đấy các bạn nhé. Đúng rồi, món thịt trâu quay nha bạn nhá, thịt trâu quay bạn nhá, quay cả tảng các bạn nhá, cho cháu ăn đi, hả, cho cháu ăn đi,
Đấy, đặc sản xôi Tây Bắc. Đấy, xôi Tây Bắc chị. Rồi xôi Tây Bắc nhá. Rồi. Vâng. Đấy. Chị ăn đi. Đây, chấm, phải chấm. Cứ quay YouTube để mà xem chị ăn thì có điện thoại à. Có phải điện thoại ở đằng sau cơ? Sơn nhở? Đúng rồi, Sơn thì đi đâu? Lò và Sơn đi. Mò đấy này. Mò đấy. Lò và Sơn. Anh em nhá. Vâng, vâng, vâng. Cậu ơi, kia này ba con. Hả? Cậu ơi. Mắc con à? Cậu. Mắc con đây anh ơi. Ông không quay cơ thì tí ra mình rửa thẻ thôi nhá. Vâng, vâng. À, chưa rửa à? Ok. Xin phép bố chén 2 nhá. Cậu ơi. Ok. Không quay thấy mặt tôi tí đừng có ngắn thẻ tôi nhá. Rồi. Cho anh lên TV đi. À, chào các anh em tên TV nhá. Chúng tôi chưa được lên mọi người. Lại là không may có tiền được 10 nhá. Anh em ơi. Quay đấy nhá. Chưa được lên TV bao giờ đấy. À. Cái dê lấy cho một xin cái bát đây, ông có bát à? Chịu đấy, sau ấy lau qua được mà. Nghe bác ấy, lau qua được mà. Cái này giấy này, lau cái này đi. À, cái này cái này. Anh á. Anh có đi đến miền Tây, miền Nam anh. Đây là toàn các món ăn dân tộc Thái các bạn nhá. Gọi là món ăn dân tộc đây nhá. Đây. Mù mới bảo say xe. Không thỏ đâu, không thỏ chưa xuống à? Anh có rồi mà. Thỏ ra cải ruộng sao ấy. Đấy các bạn nhá, mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ ăn trực tiếp với bạn trẻ. Đây. Đấy. Chảy hết cả nước miếng à. Đây bạn nhá. Nói to lên này. Đấy bạn nhá. Đi làm mò ấy. Đấy nhá. Bụp luôn đi. Đây đây. Ôi trời, hết bằng quần áo người ta rồi. Anh em ơi. Đấy. Đấy, vào đây. Pin ở đây. Vào đây. Sẵn rồi đi. Sẵn rồi đi. Không hết chân tay rồi. Gặp một cái miếng thịt thì gặp không được. Đây, món bén. Đun cơm cơm. Đấy, ăn cái này. Món bén đấy. Miếng canh ấm bụng. Chảy bán nóng. Đi thủ bán đi. Ai bảo cử chắc hôm qua nó đi uống đến 3 giờ đêm. Ba người thôi. Ra cái thỏ à? Đúng rồi. Cái này ngồi như thế nào? Cứ đi quay. Thôi cứ đi, tí nữa có khác không mâm. Đó chỗ ngồi như gì? Nghe, ngồi nghe. Quan trọng gì? Thôi quan trọng là bên này là không có chỗ cơ thông này. Yên tâm. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ê, cha cũng chỗ. Quá đẹp. Lát nữa đồng nào cho anh chúc nhau. Nào, con đi. Con em. Đấy, ta ngồi bên này cho lỡ đi. Anh ra bên này đi. Đây là nó chấm mà chị. Mời chủ nhà nhá. Vâng, mời chủ nhà sang làm bài tập. Được đấy. Đâu chị Lý uống chén nào? Đấy, bên kia bảo là hai đồng. Mời chị Lý chén nào? Em thế. À. Ok, rồi. Đấy các bạn nhá, mình tạm thời mình kết thúc video đây các bạn nhá. À, hẹn các bạn vào video kế tiếp các bạn nhá. Rồi, nếu bạn nào đam mê ẩm thực thì theo chân mình các bạn nhá. Rồi.